Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tọa đàm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới. Dự tọa đàm có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế, những năm qua, việc ứng dụng khoa học và công nghệ đã được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển của huyện Hòa Vang. Đáng chú ý, trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành 2 khu sản xuất và 32 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến của các sở ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất nhiều vấn đề cần quan tâm để phát triển huyện Hòa Vang. Đáng chú ý là ứng dụng chuyển đổi số trong quy hoạch, quản lý quy hoạch. Việc phát triển nông nghiệp đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, việc phát triển kinh tế tập thể, du lịch, sinh thái. Cái phát triển được cái quỹ rừng cũng như khai thác cái dược liệu và cho ra những cái sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm OCOP hay là để mà vừa phát triển nông nghiệp gắn với rừng, vừa phát triển cái du lịch thì cái này nó rất là và nó tạo ra cái sự khác biệt. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, các chuyên gia cho rằng việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống lũ lụt, phòng tránh thiên tai tại huyện Hòa Vang là rất quan trọng. Chúng tôi đề xuất là phát triển hai cái hệ thống lại, hệ thống mà cảnh báo ở Hòa Tiến, chủ thông Bắc An và hệ thống bản đồ số ngập lụt của Hòa Vang đã xây dựng năm 2021 đấy, thì trở thành một cái hệ thống giám sát ngập lụt theo thời gian thực. Thì chúng ta tại các mũi thôn như vậy ta chỉ đặt một cái thiết bị, khi nào nó mực nước nó lên tới đó là tự động nó kết nối theo phần mềm theo dõi, là kể cả cấp thành phố, cấp quận huyện đều thời cực kiểm soát được và kết nối với khí tượng thủy văn để ta dự báo. Phát biểu kết luận tọa đàm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến của các ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm, đề xuất các giải pháp quan trọng, cơ bản, phù hợp thực tiễn của huyện Hòa Vang. Bí thư Thành ủy cho rằng trong bối cảnh cách mạng 4.0, việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ là hết sức cần thiết, tất yếu, khách quan để xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang. Đề nghị huyện cần bám sát các nghị quyết thành phố để triển khai, trong đó lưu ý việc chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp. Quan tâm đến cái việc chuyển đổi số trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai và môi trường là rất xác đáng. Do đó tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu các cái phương án phù hợp và đảm bảo cân đối được cái nguồn lực để đầu tư hoàn thiện cái hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn huyện Hòa Vang và khôi phục lại các cái khu đất mà sau các cái khai thác về khoáng sản, rồi các cái khu đất mà hiện nay không còn cái khả năng để đưa vào sử dụng trong nông nghiệp. Đây là một trong những tồn tại tôi cho rằng là vấn đề rất lớn của Hòa Vang mà cần phải áp dụng các cái vấn đề về khoa học công nghệ để khôi phục nó lại. Các sở ngành khẩn trương hỗ trợ huyện Hòa Vang rà soát, tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn để sớm hình thành các cái quỹ đất sạch tại các cái khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được thành phố phê duyệt quy hoạch để kêu gọi đầu tư. Bí thư Thành ủy đề nghị huyện Hòa Vang cần lưu ý việc ứng dụng khoa học công nghệ để ứng phó hiệu quả với thiên tai, bão lũ trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các cái ứng dụng về tiến bộ khoa học công nghệ trong cảnh báo thiên tai và xây dựng cái bản đồ số về ngập lụt, bản đồ số về sạt lở đất để kết hợp với các cái kịch bản về di dời dân cư ở các vùng có nguy cơ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đây là một những vấn đề hết sức là quan trọng. Dịp này, Thường trực Thành ủy đã tặng hoa chúc mừng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5 năm 2023, ghi nhận tôn vinh những đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia vào sự phát triển thành phố.